Rồi, hôm nay em xin chào cả nhà nha. Thì chiều hôm nay vợ em soạn số 7 đi đặt cốc ngâm cả nhà. Thì trong thời gian qua cả nhà, em bị tai nạn điện cả nhà, bị bỏng điện cho nên suốt một thời gian dài em không có làm video được. Đi la lớn em chắc 7 cho lên đi. Em không có làm video được cả nhà cho nên mấy lúc này thì em để vợ em đi bà xã đi đặt vòng vòng khu vực nhà cả nhà. Thì số chuột thôi, số 7 chuột, mười mấy cái nha các, 12 cái, 12 hay 11 cái gì á. Đặt rồi thì coi có không thì quay chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem. Chứ còn em thì hiện tại tay em phóng rồi cả nhà, chân nữa nè. Đó, đi là phải đi bằng cái nạng cả nhà, có nạng mới đi được chứ không phải không có đi được đâu cả nhà. Thì cả nhà rất mong cả nhà thương, xem để ủng hộ cho em nha cả nhà. Vợ em thì nó chưa có biết làm video cả nhà, thì ra video thì nó hơi kém cho nên rất mong cả nhà thương tình và xem ủng hộ em nha cả nhà. Em chân thành cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Còn bây giờ thì em hẹn cả nhà sáng ngày hôm sau để mày xã em đi thăm rồi coi có không rồi quay chia sẻ lại cả nhà mình cùng xem nha cả nhà. Chúc em may mắn nha. Đây. Rồi, để sáng thì bà xã em đi thăm là bà xã em quay lại chia sẻ cho cái nhà mình xem nha. Bài mồi thì cũng vẫn như cũ như cái nhà lúa. Em chào cả nhà, sáng nay em tiếp tục đi thăm 70 công nhân nha cả nhà. Để tới điểm rồi xem có không rồi em quay cho cả nhà xem nha. Tới điểm rồi nha cả nhà. Cái bờ ao này em có đặt 3 cái. Cũng toàn là điểm cũ không cả nhà. Để xem cái đặt lại điểm cũ bữa nay đi mình có hàng không nha. Đâu đây nè cả nhà. Đây nè cả nhà, đen thùi lùi luôn đó. Ngon, cái đầu tiên có hẹn rồi. Bự chảng luôn, để em bỏ vô rồi em đi tiếp nha cả nhà. Điểm cũ mà có dính mà ngon rồi. Ở dưới đây em có một cái nữa nè. Có hàng nữa cả nhà ơi. Anh đi cái này hàng. Chục con rồi. Đó, đó đó cả nhà. Nắng chói quá. Cái bờ eo này sao chuột con không ta? Lại xây cuối đầu eo này em còn cái nữa. Hôm đặt cái bờ này cũng dính mấy con chuột con rồi, nay dính nữa. Có hàng không? Không nghe khè nghe gì hết trơn hả?
nữa cả nhà, mình cũng chục con nữa, trời ơi. Nó nè cả nhà. Đi bỏ vô em đi tiếp nha cả nhà. Cặp cái đám bắp này em có đặt hai cái nha cả nhà. Thấy có dấu đường mòn cắn cỏ rồi, ngon quá mà không biết có dính không. Ở phía trước nè cả nhà. Rồi, rất quá cả nhà ơi. Không dính luôn. Tiếp tục nha cả nhà. Cái bờ ao này hôm nay em cũng có đặt ba cái nè cả nhà. Đó, nó nè cả nhà. Ừ, chẳng luôn. Con này cái bụng bự chắc có chữa quá ta. Nặng quăng luôn. Để bỏ vô đi tiếp nha nhà. Xe tới trước mặt này em còn hai cái nữa nha. Ở đâu gần gần nha, đây nè cả nhà. Đi kiếm đây. Đây nè cả nhà. Rồi, không dính rồi. Cái này nó ủi, nó ăn lúa sạch sẽ luôn cả nhà. Không còn cái gì hết trơn. Ủi ăn sạch luôn. Cuối cái ao này em còn cái. Sáng sớm người ta đi cắt cỏ hay tưới đồ gì nè cả nhà. Đâu đây có một cái nè cả nhà. Để em dịch em kiếm nha. Có hôn mà sao nghe im re vậy. Có hè nha cả nhà. Này nhỏ. Đây con trục giang cả nhà. Trong kia em còn cái nữa là hết đó cả nhà. Để tới điểm rồi em coi có không rồi em kết thúc clip nha cả nhà. Cặp cái bờ này em còn cá nữa là hết nè cả nhà. Cái ao này hôm nay không có đặt, ngày nay có hôm nữa.
nè cả nhà. Để nó xuống mới được. Rồi, nó ủi nó ăn nữa rồi cả nhà. Ủi ăn sạch luôn, văng cây bẫy luôn. Sạch hết trơn. Để lấy cho em tổng kết thành quả ngày hôm nay cho cả nhà. Hôm nay khá là ngon luôn. Được 5 câu nha cả nhà. Đó. Năm con. Một con chuột vàng. Hai con cống nhum con. Đó nè. Có hai con chuột lớn. Ngày hôm nay em được như đây là cả nhà đó, khá là ngon. Em tạm biệt cả nhà nha, hẹn gặp lại cả nhà trong clip tiếp theo nha. Bye bye cả nhà.